Chào tháng mới đầy năng lượng với những cái tên nằm trong top game mobile Việt sắp ra mắt tháng 8 năm 2023. Tính từ các ông lớn như Funtap, G-Zone, Digital Game, VTC, nghe sau đây nhé! Đấu trường Atom. Đấu trường Atom Gosu là tựa game đấu tướng chiến thuật lên bối cảnh viễn tưởng cho người chơi khám phá và bảo vệ thế giới loài người trước tận thế diệt vong đang cận kề. Trò chơi sở hữu đồ họa 2D cộng bắt mắt, tạo hình nhân vật phong cách anime ấn tượng cùng các hiệu ứng chiến đấu đỉnh cao, hứa hẹn mang đến những cuộc chiến đầy bùng nổ. Tham gia vào trò chơi này, game thủ sẽ được chia mộ hàng trăm nhân vật với khả năng chiến đấu riêng biệt và cùng nhau chinh phục các vùng đất với hơn 6.000 màn chơi. Một điểm thú vị chưa từng có là game còn cho phép người chơi tạo ra những chiến binh mới cho riêng mình bằng cách lai tạo các Cyber Girl để trở thành biệt đội hùng mạnh nhất. Đấu thần tuyệt thế. Đấu thần tuyệt thế thuộc thể loại MMORPG được phát hành bởi Vilay, trò chơi lấy cảnh tiên hiệp trong câu chuyện ngôn tình đình đám từng thời ước, mang đến cho game thủ một thế giới tiên cảnh đầy màu sắc. Sản phẩm sở hữu nền đồ họa 3D tuyệt đẹp từ bối cảnh, tạo hình nhân vật cho đến hiệu ứng chiến đấu đều được thiết kế chỉnh chu, tất cả tạo nên một đấu thần tuyệt thế đáng khám phá và trải nghiệm ngay. Tham gia vào game, người chơi sẽ được theo dõi câu chuyện xoay quanh dàn nhân vật Sivu, Hiên Viên Bạc, Viên Đế, Hoàng Đế, hay nghe về những thần thoại những cái tên viết nên lịch sử như Lữ Bố, Tô Ngộ Không, Nữ Oa. Theo đó, mỗi nhân vật trong game đều mang trong mình khả năng chiến đấu đặc biệt và mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ tạo nên những trận chiến bùng nổ. La La Land lục địa bí ẩn. La La Land lục địa bí ẩn là tựa game MMORPG thế giới mở do VTC phát hành chính thức. Đến với thế giới La La Land, đưa người chơi phiêu lưu đến lục địa ma thuật ẩn chứa nhiều bí mật, tham dự vào các cuộc giao tranh giữa các vị thần. Lối chơi của game khá đơn giản và dễ làm quen, tương tự như các dòng MMORPG hiện hành. Theo đó, người chơi vẫn sẽ khám phá, phát triển nhân vật song song trong hành trình khai phá các vùng đất mới với vô vàn trải nghiệm lạ lẫm. Tham gia vào game, người chơi sẽ hóa thân thành một trong ba lát: chiến sĩ, cung thủ, pháp sư. Mỗi nhân vật sẽ có những đặc điểm kỹ năng thuộc tính khác nhau, cho phép người chơi tự do xây dựng đội hình chiến thuật phù hợp với lối chơi của riêng mình. Đặc biệt, mỗi lát trong game có thể tự do phát triển hai chức nghiệp khác nhau, người chơi tự do phát triển không bị gò bó trong game. Nguyệt Quyền Thần. Hắc Nguyệt Quyền Thần được đánh giá là siêu phẩm hành động nhập vai được phát hành bởi Digital Game. Sản phẩm sẽ đưa người chơi vào một hành trình thú vị kết hợp với các trận đấu VB thời gian thực vô cùng kịch tính, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nhập vai hành động đỉnh cao. Câu chuyện của Hắc Nguyệt Quyền Thần bắt đầu bằng sự kiện một số lượng lớn các vật chất tích tụ lại trên bầu trời và hình thành một thứ tương tự như mặt trăng đen, Black Moon. Đồng thời nó cũng là cánh cổng mở ra các thế lực đen tối xâm nhập trái đất trước sự đe dọa an nguy của nhân loại và sẽ hóa thân thành những chiến binh dũng cảm chiến đấu và giành lại hòa bình cho trái đất. Aurora's Ray, vận mệnh triệu hồi. Aurora's Ray, vận mệnh triệu hồi sẽ thổi một làn gió mới vào thể loại game chiến thuật nhàn rỗi được phát hành bởi G-Zone. Điểm nhấn của trò chơi nằm ở sự kết hợp độc đáo giữa đồ họa 2D phong cách anime đặc trưng của Nhật Bản và lối chơi nhập vai phương Tây. Đến với Aurora's Ray, vận mệnh triệu hồi, bạn không chỉ đơn giản là cắm đầu cắm cổ vượt ải vô tận, mà thực sự được khám phá lục địa Aurora khi game xây dựng một cốt truyện có chiều sâu trải dài nhiều vùng đất với nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Ngoài ra, người chơi còn được thỏa sức thu thập thêm nguyên liệu bồi dưỡng đội hình qua các hoạt động VE đa dạng như rèn luyện, tháp khí luyện hoặc khẳng định bản thân thông qua các trận đấu BB đơn hoặc đấu guild.
Metal Slug Awakening. Metal Slug Awakening là phiên bản di động chính thức của huyền thoại game thùng Metal Slug, còn biết đến với cái tên gọi là Rambo lùn hay Chiến binh thép. Đây là tựa game chính chủ đến từ SNK do Team Ishido phát triển và VNG Game độc quyền phát hành tại 8 khu vực châu Á bao gồm Việt Nam. Bên cạnh những tính năng đã làm nên huyền thoại Rambo lùn, phiên bản di động Metal Slug Awakening còn mang đến nhiều cải tiến và cập nhật. Đồ họa game được nâng cấp từ pixel lên 3D, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của game thủ. Chế độ chơi đối kháng được kịch tính với những cuộc đọ súng liên quốc gia, hai tính năng mới hấp dẫn truy kích thần tốc và mê cung. Kiếm hiệp tình hai mobile. Kiếm hiệp tình hai mobile là tựa MMORPG phỏng dựng bản võ lâm truyền kỳ 2PC lên mobile. Trò chơi kết hợp những tinh hoa thuần túy từ đàn anh để mang đến một thế giới võ lâm chân thực sinh động với đồ họa 2D hoài cổ. Từ đó tái hiện lại bối cảnh và khí thế của những trận chiến thư hùng mà các game thủ 8X9X luôn say mê ngày trước. Kiếm hiệp tình 2 mobile sở hữu hệ thống môn phái đa dạng đậm chất võ lâm như đường môn, thiếu lâm, võ đan, dương môn, nga mi và cái bang. Game thử sẽ được trở lại thời kỳ võ lâm huy hoàng với các trận chiến quanh liệt tại các chiến trường, các trận ban chiến, vận tiêu ly server. Football Pro. Sở hữu hệ thống cầu thủ chuẩn bản quyền FIFA Pro cùng với trên 100 cộng kỹ năng độc nhất từ những cầu thủ siêu sao, có khả năng đem lại đột phá cho trận đấu, cùng với việc có thể chơi trên cả mobile và PC, sử dụng tay cầm tự do điều khiển lối chơi. Football Pro VTC hứa hẹn sẽ đem lại làn gió mới cho thị trường game Việt, vốn đã quá quen thuộc với những tựa game quản lý bóng đá. Football Pro VTC sẽ đem lại cảm giác trải nghiệm chân thực và hấp dẫn như đang thi đấu ở PC hay console ngay trên thiết bị di động. Nổi bật với chế độ chơi đa dạng, hệ thống đội bóng đa dạng, cập nhật thường xuyên sở hữu lối chơi đặc biệt, có sự kết hợp cho điều khiển giúp game thủ thể hiện kỹ năng trong trận đấu.